Dạ, xin kính chào tất cả các bà cô chú trên cộng đồng mạng. Hôm nay thì con nói về câu chuyện của chú Khói U75 thi tuyển vợ. Làm mây, làm mưa, làm gió hổng gài mấy ngày qua đó. Nhưng mà con không có muốn nói rồi cái chú này đó. Nhưng mà bây giờ lộ ra mọi chuyện quá trời quá đất các ông cụ rồi. Ông muốn vợ, ông đi tuyển vợ. Ông thấy mấy cái bà lên trên cộng đồng mạng là tham tiền, tham của, tham nhà, cho nên ông đánh vào tâm lý đó. Ông đi mua đâu 2-3 cây vàng giả gì đó, ông cho cô Lệ. Nhưng mà thật ra sau khi mà cô Lệ nghi ngờ và bị cộng đồng mạng tấn công cô Lệ quá, nói là phải lấy lợi số vàng. Cho một sợi dây, 2 sợi lắc tay, 2 chiếc nhẫn. Một chiếc là ông đeo ngón út, còn chiếc thì tôi đeo ngón giữa. Đó là ông nói là 2 cây mốt, thật sự là 2 chiếc nhẫn nó lớn bằng, chứ không phải là 1 chiếc chỉ đâu. Dạ. Mà tôi cũng nghe nói 2 cây mốt thì biết 2 cây mốt chỉ cho đôi bông 5 phân, mà đôi bông á thì tôi đã lộn bán một chút bông dài rồi, bán được mà 2.170.000. Dạ. Đôi bông. Dạ. Rồi tôi nghe chỉ giờ sáng này nè, tôi mới làm bộ tôi nói với con tôi đi mua thuốc, rồi tôi cầm 3 vàng nó đem ra tiệm nhờ người ta coi lại, thì người ta báo với tôi là vàng này không phải vàng tiền. Là vàng gì cô? Dạ. Chú Khói, tại vì ở mới có 15 ngày đó, ở có 15 ngày mà bây giờ là cô Lệ nói lời chia tay trước thì chú Khói cũng đồng ý nhưng mà cô Lệ vẫn được giữ cái số vàng cưới mà chú Khói tặng cho là 2-3 cây vàng gì đó nhưng mà cô Lệ thấy sao mà nghi ngờ đó, thì cổ kẹt tiền, cổ đem cái đôi bông cổ đi đi cầm đi bán gì đó, xong kêu người ta thử số vàng ổng cho 2 tấm lắc cộng dây rồi 2 chiếc nhẫn này nọ đó, thì phát hiện ra vàng 25. Trời đất thánh thần ơi cô chú ơi, đó mấy cái ông cụ này lên trên cộng đồng mạng là để gạt người ta đó. Rồi đầu cũng về tổ chức này nọ làm 1 mâm 2 mâm vậy ha, rồi về sống chung 10 bữa nửa tháng rồi chia tay. Thật sự ra các cụ làm như vậy ảnh hưởng rất nhiều đối với con với cháu. Con với cháu nó cũng là con người, nó cũng có bạn bè làm như vậy rất là mắc cỡ cho con cháu mình. Thôi đi các cụ ơi đó, thì bây giờ dở lẽ ra cô này về ở với ông này, ông này 15 đêm làm hết 15 đêm làm ăn không được chỉ trên, cứ trèo lên tuột xuống, trèo lên tuột xuống, cổ thích cháu có chịu nổi bệnh tim mà. Đêm thứ 16 nhập viện cho nên là cổ chia tay. Thì chú Khói này không lấy lại số vàng, mà cộng đồng mạng nói là cô Lệ là cái bà này mặt bà dữ tợn, phải trả vàng lại cho chú Khói. Tại vì mới ở như vậy nhưng mà chú Khói ổng không có đòi đó. Nhưng mà bây giờ là cô Lệ bị tấn công quá, cô Lệ lên chia sẻ là chỉ là vàng giả thôi. Thánh thần ơi chú Khói ơi, sao mà chú chú muốn vợ thì là chú cũng phải phải trung thực tí xíu và phải sống như thế nào chứ đâu phải mà chú Khói ở với mấy bà trước nữa, đang ở cùng một lúc 2 bà luôn đó. Trước cô Lệ là có cái cô kia lại nhà ổng ở một đêm ổng trả 100.000, ở được 7 đêm đó ổng trả 700, cho thêm 300 là 1 triệu đó. Thì ổng cứ điện kêu cô kia hoài cô kia không xuống, tại vì đêm nào ổng cũng làm hết chứ mà làm không có được đó. Rồi xong nhưng mà cái sức khỏe mà cô thích hoài thì cô thích đâu có chịu nổi đó, thì cho nên là cô không lại nữa thì ổng hâm, nếu không thì ổng đi tiễn vợ. Tiễn vợ thì tiễn qua cô Lệ trời ơi tùm lum cô, rồi bắt qua cô Bông, rồi qua cô này cô nọ nữa, ai cũng ham vàng ham tiền ham của chào cho ổng, nhưng mà bị ổng lừa. Đây nè, con nói với chú Khói như thế này nè, chú Khói chữ 1 phút á, mày mặc chứ khỉ, mày như thế này như thế nọ, mày ghen ăn tức ở, tao cảm ơn mày nghe phút tại vì mày nói tao như vậy đó mà bây giờ tao khỏi lên trên cộng đồng mạng rồi, tao được một người tự mò đến nhà đó, là ý là bà nói ổng nói là cái bà đại gia nào mà đi hút ngân hàng 3 tỷ đó, đi hút ngân hàng 3 tỷ lợi tính sửa nhà cho ổng 1 tỷ hoài vậy đó. Trời, tao cảm ơn mày nghe phút đại gia này nọ rồi gặp thằng Tiến nó vẽ nữa.
để con phân tích từ từ cho cô chú hiểu. Thật sự ra chẳng có cái bà đại gia nào, tụi nó hả là chỉ hả là diễn thôi, tụi nó mới thật sự là đạo diễn thôi. Mấy bữa trước đó, cô mạnh mà lúc trước là lấy là cái chú gì bên An Giang á, chú Hai Phạm đó, rồi về sống chung như thế nào không biết đó. Chú Hai Phạm nó đi tu rồi, ổng bỏ bả cái bá bết của ông đại đó, mà bả đi tiễn chồng bả ôm theo keo mắm, rồi bả đó bụng quăng luôn, ôm theo quần áo chưa đó. Xong qua hả, chú đại tế giếng á, cũng lợi nhà ta ăn ở làm biếng con cái ta nói sao cái cũng chia tay. Rồi lặng đi một thời gian, bây giờ lên kết nối với chú Khối này, thấy ổng cho bà kia hai cây vàng, trời ơi tính đâu vàng thiệt, nhào vô đó thì tự động liên lạc với thằng Tiến, rồi xin số điện thoại xin địa chỉ thằng Tiến, nó hỏi ổng, rồi ha ổng đồng ý nó mới cho nó, thì nó hỏi ổng, ổng không cho nó mới dựng lên cái câu chuyện chị vợ, rồi tức là chị của cái bà Mạnh, mà thật sự không có phải. Nó tụi đó là tự đặt ra cái nhân vật chị vợ giàu có, em cứ hút 3 tỷ không biết đi đâu, nghe nói sửa nhà cho chú chụm tỷ, cho con cháu nào mượn 2 tỷ đó. Trời ơi thôi, bả nói ra là biết bả chưa từng gửi ngân hàng đó, và nói ra là biết bả là nói dối rồi. Trời ơi trời, bả nghĩ sao vậy, con nói thật nè, trời ơi nhầm kia con chỉ hút ra chừng 500-700 triệu thôi, không có. Mình phải hỏi, mình phải gọi ngân hàng đó, là hôm nay chị cần rút ra chị Phương chuẩn bị tiền nghe này nọ vậy đó, thì nó sẽ điều tiền từ ngân hàng này đến ngân hàng khác đó, cùng cái chuỗi ngân hàng, hoặc là ai có vô gửi tiền gì đó thì nó chừa lên cho mình để mình lợi, là đúng hẹn thì nó sẽ đưa tiền cho mình. Còn tiền đâu khơi mà đi rút ra 3 tỷ có, con nói thật cùng một lúc không có, tại vì ngân hàng đó là sáng sớm thì nó có thể là nó đem tiền vô một vài tỷ có đó. Đó, người ta dây dãy hơn rồi thu ra gửi vô này nọ gì đó, nhưng mà khi mà mình hút 3 tỷ không bao giờ có, con dám bảo đảm. Nó phải hẹn mình ngày hôm sau, trời ơi cái bà này phải nói chuyện hay là nói chuyện không có gì trơn á. Thật sự con nói thì cô chú nào đã từng và đang gửi ngân hàng thì cô chú đã biết đó, chứ còn ha, mà giờ mình nói khơi chị không, người ta cười. Cái bà chị vợ mà Tiếng nó kêu đóng vai thôi, thật sự ra cái bà muốn tìm lại nhà là bà Mạnh. Con chú không tin coi cái clip của Tiếng đi, 2-3 ngày trước bà Mạnh đầu kết nối với ổng, trời ơi ổng mà nghe ha, mà giàu giàu vậy, trời ơi ổng không mừng thấy mồ, ai lên cũng nói tìm tình yêu không gì tiền. Thế nhưng mà bị ổng dụ ổng cho vàng giả, thấy không, cô Lệ thật sự là nạn nhân của ổng. Và khi mà ổng về ổng làm cái chuyện đó ha, hằng đêm cổ chịu không nổi, sức khỏe mà sức người có giới hạn mà, cho nên là cổ chia tay đó. Thì bây giờ là chú Khối chúng ta nổi tiếng rồi, đi cưới vợ đem vàng giả theo cưới để gạt các bà, gạt các cô gì đâu mà trời ơi, mới ngồi lại có 3 tiếng đồng hồ thì cô Lệ với chú Khối là đến với nhau đêm nay à. Quá dễ dãi, con nói thật thôi đó, các cụ các ông các bà các cô các ngoại, con nói thật sự đừng có lên trên chương trình kết nối nữa. Đó là những người ha, mà muốn gạt với nhau không, con người thì cần tình dục đó, ham muốn này nọ là một người thì đáp ứng không có nổi đâu, nhưng mà nhầm khi tham tiền tưởng nó có tiền, chứ con thấy dùng đồ bá dơ trên mạng không à, ai cũng nổ đại gia không à. Nói nhầm khi đụng chạm những người đại gia thật đi tìm hạnh phúc thật, nhưng mà con thấy đa phần 70-80% là thành phần tào lao như nào. Trời ơi, có tiền thì cũng bệnh hoạn đầu tiễn phi công đó, như cái bà ngoại mà 71 con nói ở nước ngoài đó, tiễn phi công trẻ từ 30 đến 42 tuổi đó. Trời ơi gì đâu mà ngộ thiệt, nó đáng tuổi con tuổi cháu mình mà đi tiễn. Thôi đi các cụ, để cho con cháu mình nó sống yên ổn, nó cũng mắc cỡ lắm. Thật sự là con là người dân này mà con thấy các cụ nhầm ghi lên tiễn mà con thấy con bụng cái mặt luôn đó. Con đang nghe mà con phải bụng cái mặt lại, con vì con quá mắc cỡ, con quá xấu hổ giùm. Đó là giờ chú Khối này cũng vậy, bây giờ lộ ra từng cô lên ha, đều dịch mặt chú Khối này. Đó thì con hỏi là chú Khối có phải là người đàng hoàng gì không, bằng tiếng tăng bốc
rồi nó làm quá lên cái câu chuyện, trời ơi làm gì mà đưa lên tiễn hết bà này tới bà nọ hoài vậy tiên. Thôi thôi, mình phải sàng lọc cái nhân vật nào đưa lên á, dậy sống nhân vật đó. Bằng ông Sưng, Sưng xét không? Nổ cho dữ đi đó, cũng tiếng đưa lên đó. Dạ thôi thì cái clip hôm nay con làm đến đây thôi. Con hẹn tất cả các bà cô chú vào clip sau.